Hello, xin chào các anh ạ. Hôm nay shop em sẽ giới thiệu tới các anh siêu phẩm tẩu hút xì gà gỗ cẩm lông chùa cáo Sần Trâu Nam Phi. Vì sao em gọi là siêu phẩm? Thì đặc biệt tẩu này ở chỗ là bên em có mạ điện vàng 18K cho bên mình nha. Đây, em soi kỹ cái phần mạ điện vàng cho các anh xem nha, rất là đẹp luôn. Bình thường mình cầm cái tẩu lên là đã sang rồi đúng không? Bây giờ thêm mạ điện vàng nữa, các anh cầm lên là bao sang bao sáng luôn, sáng nhất khu vực luôn và thể hiện đẳng cấp của mình luôn ha. Đặc biệt ở này là nó là tẩu resize cho nên là khi mà anh mua các anh mua cái tẩu này là các anh có thể hút được nhiều dòng, vừa thuốc lá vừa xì gà, kể cả xì gà mini nha, size 42 tới size 60. Phần tẩu thì phần đầu tẩu thì được làm từ gỗ cẩm lông chuột. Gỗ này cũng là một trong những gỗ quý hiếm của Việt Nam được xếp vào loại gỗ 1A. Gỗ rất là bền. Ở đây là thớ gỗ rất là đẹp và mịn nha, các anh có thể xem kỹ nè ha. Về phong thủy thì gỗ này tuổi thọ rất là cao và hấp thụ những cái năng lượng của đất trời, vì vậy rất là tốt. Cán thì làm từ sừng trâu Nam Phi nha, mình có thể tháo ra vệ sinh dễ dàng như thế này luôn. Chiều dài của tẩu thì khoảng 16 cm, chiều cao là 5 cm và chiều rộng là 4 cm. Cầm rất là chắc tay và nặng đâu đó khoảng 95 g. Đây, các anh có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên dưới để nhân viên bên em tư vấn chốt đơn nha. Bên em có ship toàn quốc luôn và có ship code, đặc biệt trong trường hợp mình có thể là từ chối nhận hàng nếu như sản phẩm không giống hình, và bên em có bảo hành 1-1 lỗi xả trong trường hợp lỗi kỹ thuật liên quan tới bên shop nha. Dạ, mình liên hệ với số điện thoại bên dưới giúp em nha, hoặc là truy cập đường link trang website của bên em ạ, phụ kiện xì gà cuba.com. Dạ, em xin chào ạ.